giáo cũng đã sửa rồi. Isaac nữa hả? Isaac là một cái bạn có cũng là một bạn con trai do cũng hai người họ là anh em. Isaac thì có tóc mà đen mà không có quăng, giống như là Isaiah có tóc đen mà quăng đó. Isaac có tóc đen mà quăng, còn Isaac thì không có tóc đen. Có nói lộ hoặc ai là bạn có tóc quăng là Isaac. Còn này cô nãy giờ con đang nói Isaiah là cái bạn em trai rồi, cho nên Isaiah nói với cô giáo là I hope I can say để nói lộ trên là I hope I can be Isaiah fan và làm love với cái Isaiah với là lời Isaiah, nhưng mà thật ra là Isaiah ở phía trước của Sadie Isaiah, nên là làm cái Isaiah với Sadie thấy Isaiah chứ là đẹp trai rồi, rồi sao nó nói với rồi sao đó đó là Isaiah kêu cô giáo là Sadie love me and she said I hope I can be my friend so tiếng Anh không hả? And that's crazy. That's crazy. And we just on first grade, we cannot love. We just first grade, no love. Tại vì cô giáo hiểu được Isaiah, thì Isaiah là người Mỹ. Isaiah người Mỹ. Chưa. Cho nên nó con vẫn có thể hiện yên tâm rồi. Và sau đó thì nói I not sad that I love and I have name like you. Okay. Và Sadie đi nói vậy á. Đó là Isaiah nói I love that other people have name Isaiah love like me. Love like me. Nhưng mà trước khi nói chuyện đó thì cô giáo nói là okay, I need to give you a paper for your mom and your dad because you not listen to me. Wait for the city. Ừ, rồi Sadie rất là buồn, Sadie bật mình nhảy, Sadie khóc luôn. Khóc luôn. Understanding, cho nên con stand foot back đó. Bởi vì nếu có mọi vài người mất understanding, then first stage is cũng là misunderstanding. Còn nói first stage is khó. Misunderstanding là hiểu lầm, biết là hiểu không? Misunderstanding everything. To cannot know anything or see anything. So testing everything is angry king. So we need to stand back before they fight us. Before they fight you, huh? They will fight. Ví dụ nha, nếu như Isaiah thấy Sadie misunderstanding thì phải lùi lại bước trước thì Sadie sẽ đánh Isaiah. Nếu Isaiah không cái gì cũng sẽ đánh khi mình misunderstanding, cho nên nếu mình xa thì an toàn đó. Ờ, thì an toàn hả? Không có chốt á rồi. Rồi sau đó Sadie nói I had a tough love like me, why you like I am a paper. So I give you a paper. Here go your folder. Put in here. Here I will put in here and give that to mom. Okay. Thank you, mom. Đó cô giáo cũng nói này là đi với nói mọi chuyện. Thanksgiving party. Với Anna. Nói từ đầu đến cuối luôn. Con cũng giúp cô giáo nói hết mọi chuyện. Chuyện là chạy xa con như vậy. Con cũng nói với những khối lớp với cô giáo là one of my friend tell me is that asking to I want to tell you that Isaiah talk to you all the time. All the time? Rồi cô giáo nói oops, I make all this all the time. I make a very small mistake. Sorry, Bella. Can you try to help me and give me know all the bad things? I'm sorry, I don't know that. But I'm sorry, okay. That's fine. Now Isaac can help
help me tell all the king. I will be okay now. I don't need to say sad crying. I want them to tell you all the time anymore. Not anymore? I want to thank you for a long time. I want to thank you that for me. Me teacher. Oh no, it's Mrs. M. Okay. Chờ chưa chưa mở cửa ra. Để bé qua bên kia vào thôi. Qua bên kia đi con. Nhưng mà thôi được rồi. Để ba con. Đây mở cửa bên kia. Nó qua nó ấy mình nữa. Kia, ra. Rồi. Cầm như ba. Rồi á. Rồi sau đó cô ấy cảm ơn ngài dây nói là Bella muốn cảm ơn cho nói những thứ Bella muốn nói đó nên lo ngài lo lập hàng được ông kia chụp bao khoan kẹt đã bác cô dạy cho con rồi nói là ngài dây qua nơi xin chào bác không thể giữ bà là giữ chữ ở với lại. You two are great, Jack. Hold on, Be there.